Xin chào các anh nhé, em Hồng Anh hôm nay giới thiệu với các anh cặp dây tín hiệu đến từ thương hiệu Sonic Link. Biết là các anh đã từng nghe tên Sonic Link chưa? Sonic Link là thương hiệu của Anh, tiền thân của Black Rorium sau này. Một thương hiệu dây dẫn cực kỳ nổi tiếng và được anh em audio trên thế giới săn tìm chơi rất nhiều. Thương hiệu cao cấp các anh ạ. Sonic Link sau đổi tên thành Black Rorium, dòng dây cổ với thiết kế cực kỳ đặc trưng. Anh nào đã từng chơi Sonic Link thì sẽ hiểu cấu tạo dây khá là đặc biệt, vỏ cao su mềm dẻo, các anh có thể nhìn rất mềm nhá, rất dẻo. Đặc điểm của vỏ này khiến dây không bị biến dạng, giữ được hình dạng cũng như rằng là tránh tác động vật lý bên ngoài. Đầu rắc cực kỳ đẹp. Anh em chơi để ý bao nhiêu năm nhưng mà lớp mạ vàng phải nói là hoàn hảo. Mạ vàng thật 24K, rất là đẹp. Dây nguyên bản dây xịn hãng, bảo anh xịn trọn đời cho các anh yên tâm chơi và trải nghiệm, là hàng chuẩn xịn các anh nhé. Em rất thích cái đầu rắc kiểu như thế này, đẹp lắm các anh ạ. Dây mềm dẻo Sonic Link, em sẽ cho các anh nhìn. Đây, Sonic Link nhá. Made in England. Các anh cân đối một sợi dây tín hiệu rất là tốt, chuẩn xịn, phù hợp với nhiều hệ thống. Lõi được mạ bạc tổng hợp các anh ạ. Chất âm khá là chi tiết, cân bằng các giải. Nhiều anh em chơi với lại Antec hay là Tanoi cũng để lại lời khen rất là nhiều cho dòng Sonic Link này. Dây cũng khá hiếm. Các anh có đam mê cũng như rằng là muốn trải nghiệm Sonic Link, liên hệ với em theo số điện thoại 086 688 0998 để em tư vấn cũng như là gửi thêm ảnh cho các anh xem nhé, nếu có nhu cầu. Dây cổ nhưng mà phải nói là còn rất đẹp, chỉ duy nhất một cặp các anh ạ. Đã là dây chuẩn xịn và cổ thì rất khó kiếm và cũng không hề nhiều. Cảm ơn các anh đã quan tâm. Em có rất nhiều dây dẫn linh phụ kiện châu Âu, các anh cần thì liên hệ với em để em tư vấn hỗ trợ nhé. Xin chào các anh.